Xin chào quý vị và các bạn. Vâng, lại là một câu chuyện. Một cậu em mới lái và quyết định mua cho mình và gia đình một chiếc xe Kia Cerato đời 2021. Cậu em mình mua về vì muốn nâng cấp chiếc xe để phù hợp với việc di chuyển thuận tiện và còn có ý định đăng ký chạy xe dịch vụ. Thế nên là muốn thay thế chiếc màn hình nguyên bản của xe thành một chiếc màn hình Android vì màn hình nguyên bản của nó khá là sơ sài và nghèo nàn các chức năng cần thiết. Bạn ấy là mới lái nên là khi đi vào những đường hẹp hay là đi vào ngõ hoặc là lùi cổng vào thì các chức năng, các góc camera xung quanh để nhìn cho nó yên tâm. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc màn hình IK Eleview S4 Basic. Như hãng có giới thiệu, khi mua chiếc màn hình Android IK Eleview S4 Basic thì chúng ta mua một sẽ được 3 màn hình, các kho ứng dụng giải trí siêu tiện ích và camera 360 giúp chúng ta nhìn những điểm mù xung quanh xe. Vậy hãy cùng mình khám phá xem với giá niêm yết hãng đang để thì chúng ta sẽ được những gì trên chiếc màn hình này. Đầu tiên là về thiết kế. Để mà so với màn nguyên bản trên xe thì một chiếc màn hình Android rất thẩm mỹ hơn. Mặt kính tráng kính cường lực IPS chống chói lá, màn hình có sử dụng các nút vật lý để điều chỉnh các tính năng riêng biệt. Đằng sau là những phần tản nhiệt bằng hợp kim nhôm, có dán nhãn series sản phẩm để các bạn của hãng và các bạn có thể bảo hành online. Bảo hành điện tử 368 trên toàn quốc, bạn chỉ cần nhập code vào website của IK sẽ hiển thị tất cả thông tin sản phẩm. Đối với các dòng sản phẩm của Eleview thì luôn có các giao diện độc quyền, không tìm thấy màn hình nào trên thị trường sử dụng giao diện này. Về cấu hình, màn hình này có cấu hình khá là mạnh mẽ với RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, chip 8 nhân, phù hợp chạy đa nhiệm chia đôi màn hình để có thể đáp ứng đủ các nhu cầu lái xe như là xem bản đồ, nghe nhạc, giải trí, thậm chí là xem hai bản đồ online và offline song song. Ngoài ra, màn hình này còn tích hợp camera 360, 4 mắt là AHD 225 siêu nét. Camera này các bạn có thể tùy chỉnh tắt bật theo tốc độ của xe. Ví dụ bạn có thể bật chế độ tự động kích hoạt camera 360 khi mở cửa xe, hoặc kích hoạt khi tốc độ xe dưới 20 km/h, hoặc các bạn có thể để cài đặt kích hoạt theo chế độ tự động cảm biến, có nghĩa là khi mà các bạn đi chậm thì camera tự hiểu là bạn đi vào đường hẹp. Và điều đặc biệt là mình có thể ra lệnh giọng nói để mở camera. Về tính năng tiện ích thì tính năng chia đôi màn hình sử dụng đa nhiệm các app với cấu hình mạnh mẽ mà không lo bị giật lag đơ máy. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng tính năng tra cứu phạt nguội được cài sẵn trong màn hình bằng điều khiển giọng nói qua vô lăng. Tính năng tra cứu bản đồ online bằng bản đồ Google Maps và offline bằng bản đồ Vietmap S1. Bạn có thể tự tin lái xe hơn khi có hai loại bản đồ này. Với Vietmap S1, bạn có thể xem được cảnh báo tốc độ, check các biển báo dễ dàng để tránh mất tiền oan khi di chuyển. Tính năng ra lệnh giọng nói qua vô lăng bằng IKV. Điều đặc biệt của app IKV này so với các trợ lý ảo nhận diện giọng nói của các hãng khác là nhận giọng nói nhanh, chính xác, giao diện hoạt động gọn gàng, điều khiển được mở từng góc cam. Đối với màn Android Eleview, dễ dàng tra cứu phạt nguội, tra cứu các quy định của pháp luật, ra lệnh tăng giảm âm lượng được nâng cấp bởi IK. Cuối cùng, chúng ta đi đến vấn đề bảo hành. Mua đồ điện tử thì mình luôn cân nhắc đầu tiên là công nghệ và sau đó là chế độ bảo hành. Cái hên xui mà các bạn khi cài đặt xong, bạn nhập code được hiển thị trong sản phẩm vào website hoặc app IK Service để kích hoạt. Hãng sẽ gửi cho bạn thông tin kích hoạt bảo hành online qua tin nhắn. Bạn có thể vào app tải trên điện thoại để nhập code xem thông tin bảo hành. Nó sẽ hiển thị thông tin chi tiết rất là rõ ràng. Và đó là những đánh giá chung cho một chiếc màn hình xịn sò đến từ IK, màn Eleview S4 Basic với giá đang rất tốt là 11.800, phù hợp với những bạn lái mới, là phụ nữ, là các bạn chưa có tay lái vững. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu có bất kỳ câu hỏi về sản phẩm, hãy comment cho mình biết. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé.